2022. Đó là lý do của hội nghị ngày hôm nay. Đến dự và lãnh chỉ đạo hội nghị, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận, thành ủy viên, bí thư quận ủy quận 8. Đồng chí Phạm Quang Tú, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8. Đồng chí Ngô Thịnh Hưng, phó trưởng ban tuyên giáo, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Đồng chủ trì hội nghị, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đại tá Lê Văn Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, trưởng Công an quận 8. Đồng chí Phan Thành Tân, Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền. Hội nghị chúng ta vinh dự được đón tiếp các đồng chí là đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ của Công an thành phố. Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trung tá Võ Khắc Trung Dung, đại diện lãnh đạo phòng PV05 Công an thành phố. Đồng chí Trung tá Nguyễn Tất Thắng, phó đội trưởng đội 4 phòng BC02 Công an thành phố. Hội nghị chúng ta vinh dự được đón tiếp các đồng chí là lãnh đạo các ban ngành đoàn thể quận 8 gồm văn phòng quận ủy, văn phòng ủy ban nhân dân, ban chỉ huy quân sự, phòng quản lý đô thị, phòng kinh tế, phòng tài nguyên môi trường và đội trật tự đô thị quận. Đến dự hội nghị hôm nay, ban tổ chức cũng xin trân trọng giới thiệu có đồng chí bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân phường 7, đồng chí bí thư chi bộ khu phố 6, đồng chí tổ trưởng bảo vệ dân phố khu phố 6, đồng chí trưởng ban điều hành khu phố 6. Về phía công an quận, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu có các đồng chí trong ban chỉ huy công an quận, ban chỉ huy các đội nghiệp vụ, ban chỉ huy và cán bộ công an phường 7. Về phía công ty quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu có các đồng chí trong ban giám đốc công ty, lãnh đạo và nhân viên phòng an ninh, phòng cháy chữa cháy chợ Bình Điền, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp bốc xếp chợ Bình Điền, các tiểu thương và các cơ quan đơn vị hoạt động trong khuôn viên chợ Bình Điền. Một lần nữa, ban tổ chức hội nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng và kính chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý đã đến dự hội nghị hôm nay. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin được thông qua chương trình hội nghị gồm các nội dung sau: 1. Đón tiếp lãnh đạo, khách mời, đại biểu đến dự hội nghị. 2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và chương trình hội nghị tôi vừa thông qua. 3. Thông qua báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 về công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền. 4. Phát biểu tham luận của các đơn vị. 5. Phát biểu của đại diện thương nhân chợ Bình Điền. 6. Tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp giữa công an quận và công ty quản lý và kinh doanh chợ đầu mối Bình Điền về đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại khu vực chợ Bình Điền. 7. Lãnh đạo công an thành phố, lãnh đạo quận ủy, ủy ban phát biểu chỉ đạo. 8. Đại diện ban giám đốc công ty quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền, đại diện ban chỉ huy công an quận phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo. 9. Trao khen cho các cá nhân và các tập thể có thành tích trong công tác xây dựng phong trào đấu tranh bảo vệ an ninh tổ quốc tại khu vực chợ Bình Điền. Và 10. Bế mạc hội nghị. Tiếp theo chương trình hội nghị, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Thượng tá Phan Thanh Bình, Phó trưởng Công an quận, lên trình bày tóm tắt báo cáo tình hình kết quả công tác 6 tháng đầu năm trong phối hợp đảm bảo an ninh trật tự giữa lực lượng công an quận và công ty kinh doanh và quản lý chợ đầu mối Bình Điền. Xin trân trọng kính mời đồng chí.